Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Bản tin hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý sau. Đa dạng sản phẩm du lịch chất lượng, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Các doanh nghiệp Quảng Ninh, Hải Phòng nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả. Hôm nay là ngày thế giới phòng chống lao. Tại Quảng Ninh, công tác phòng chống lao đạt được nhiều kết quả tích cực trong thời gian qua. Phát huy những phẩm chất tốt đẹp của thanh niên Việt Nam, tuổi trẻ Quảng Ninh và Bắc Ninh xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Với sự đa dạng và luôn chú trọng nâng cao chất lượng về sản phẩm du lịch, Quảng Ninh nổi tiếng là điểm đến hấp dẫn du khách trong nhiều năm nay. Bên cạnh việc tập trung kết nối, xúc tiến các thị trường quốc tế tiềm năng, ngành du lịch Quảng Ninh cũng xác định khách nội địa đang là thị trường quan trọng để phục hồi du lịch, nhất là khi mùa du lịch hè đang đến rất gần. Ngay khi có thông tin tỉnh Quảng Ninh mở cửa du lịch trở lại với nhiều ưu đãi dành cho du khách, chị Tuyết ở thành phố Hồ Chí Minh đã đặt lịch cho cả gia đình, dành trọn 4 ngày để tham quan nghỉ dưỡng tại Hạ Long và các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh Quảng Ninh. Xưa giờ mình chỉ đi ở ngoài, ở trong miền Nam thôi, nhưng mà hiện tại giờ khu vực miền Bắc á, mình cũng chưa có đi tham quan nhiều. Ở Quảng Ninh thì có rất là nhiều cảnh đẹp, biển rất là mát, thì thành ra là mình sẽ ghé thăm lần thứ hai nữa đó. Ngoài xu hướng đi du lịch theo gia đình hoặc là nhóm nhỏ, cùng tham quan trải nghiệm các sản phẩm du lịch cao cấp, mùa du lịch hè năm nay, khách du lịch đến Quảng Ninh cũng được trải nghiệm nhiều sự kiện, hoạt động du lịch hấp dẫn. Trong đó có Carnival Hạ Long, Festival Áo Dài. Khi mà bọn mình quyết định chọn nơi đây là một nơi điểm đến để cho tất cả công ty của mình cùng đến đây sử dụng dịch vụ ấy, thì bọn mình đã suy nghĩ rất là nhiều và chọn rất nhiều nơi rồi, nhưng cuối cùng vẫn chọn Quảng Ninh vì đây là một điểm tuyệt vời nhất. Đi rất là dễ dàng, không có một cái gì là để cho mình thấy là đến đây là rất là yên tâm. Không có một cái gì để cảm thấy rằng để cho mình phải ngại về những cái vấn đề về phòng chống về Covid. Bên cạnh đảm bảo chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm, các doanh nghiệp dịch vụ du lịch đẩy mạnh quảng bá điểm đến, tiếp cận nhiều hơn với các thị trường tiềm năng cả ở trong nước và quốc tế. Các trọng điểm thu hút khách tiếp tục là Vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh, Yên Tử và các khu nghỉ dưỡng đẳng cấp đa dịch vụ trải nghiệm. Việt Nam là ngôi sao đang lên tại Đông Nam Á, xứng đáng được du khách ưu tiên lựa chọn. Đây là khẳng định của tờ nhật báo The Times của Vương quốc Anh khi đưa tin Việt Nam đã mở cửa trở lại. Tờ The Times cũng đã giới thiệu các tour du lịch Việt Nam đặc sắc với nhiều hoạt động ngoài trời xuyên Việt gắn với thiên nhiên tươi đẹp, trong đó có đề cập đến việc nghỉ ngơi trên du thuyền tại Vịnh Hạ Long. Đối mặt với nhiều khó khăn do có đông lao động phải tạm nghỉ vì mắc Covid-19, song với việc chủ động linh hoạt các biện pháp duy trì sản xuất, 3 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh vẫn đạt sản lượng thủy sản xuất khẩu tăng gần 30% so với cùng kỳ năm 2021, tạo việc làm ổn định cho cán bộ công nhân. Từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh nhập khẩu từ 200 đến 250 tấn nguyên liệu thủy sản từ thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản để phục vụ chế biến xuất khẩu, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021. Trong khi số công nhân phải tạm nghỉ việc do mắc Covid-19 tăng cao, có dây chuyền sản xuất chỉ còn một nửa số lao động đi làm so với trước. Nhưng phân xưởng chế biến các mặt hàng xuất khẩu vẫn duy trì sản xuất, tiến hành tăng ca để đảm bảo đúng thời gian giao hàng. Từ đầu năm đến nay thì diễn biến của dịch bệnh rất là phức tạp. Phân xưởng chúng tôi có lúc nghỉ đến 1/2 quân số, nhưng mà công ty vẫn tạo điều kiện để cho hỗ trợ về mọi mặt để chị em công nhân chúng tôi yên tâm sản xuất, hỗ trợ cả tiền xe của công nhân Cẩm Phả đi lên sản xuất để đạt được cái sản xuất từ 7 tấn một ngày để đạt cái đơn hàng của Nhật. Nhờ việc bố trí sắp xếp hợp lý lực lượng lao động trong các dây chuyền sản xuất,
kể cả thời điểm công nhân bị Covid phải nghỉ cách ly nhiều ngày, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh vẫn đảm bảo sản xuất các đơn hàng, đồng thời duy trì ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ để đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản các loại. Trong đó, các đơn hàng xuất khẩu cá sa pa của công ty tới thị trường Nhật Bản tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Quý 1 đầu năm 2022, tình hình Quảng Ninh rất chi là diễn biến phức tạp. Nhưng mà bình quân thì mỗi tháng thì công ty xuất khoảng độ 100 đến 150 tấn hàng thủy sản các loại. Trong đó là có sản phẩm đi Nhật, đặc biệt là trong quý 1, công ty cũng cố gắng là xuất cái sản phẩm hầu đi Đài Loan để mở rộng thị trường cũng như là tăng năng suất của hai nước, phối hợp với gọi là tiêu thụ sản phẩm cho bà con dưới Vân Đồn. Thì công ty vừa qua đã gọi là mạnh dạn đầu tư nhập thêm hai dây chuyền sản xuất IQF. Nhờ có những giải pháp linh hoạt trong điều hành sản xuất cũng như luôn chủ động tìm kiếm đối tác mới, nên từ đầu năm đến nay, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Quảng Ninh đã xuất hơn 450 tấn thủy sản các loại, doanh thu đạt 2 triệu đô la Mỹ, đồng thời đảm bảo công việc cho người lao động yên tâm sản xuất. Tại thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế cũng không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là quản lý chặt chẽ người lao động, chuyên gia nước ngoài, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh hiệu quả. Là doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Nhật Bản, doanh nghiệp này hiện đang sử dụng hơn 600 lao động, chủ yếu là nữ. Nhà máy ghi nhận ca F0 đầu tiên từ tháng 1 năm nay và các biện pháp ứng phó linh hoạt bài bản đã giúp doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Không chủ quan lơ là, doanh nghiệp vẫn tiếp tục coi trọng công tác phòng chống COVID-19, nhất là việc thực hiện nghiêm các khuyến cáo cập nhật của cơ quan chức năng, đồng thời đều đặn hàng tuần tiến hành xét nghiệm nhanh kháng nguyên virus SARS-CoV-2 cho người lao động. Ở công ty Sumida thì hiện tại có khoảng tầm 98% là lao động đã tiêm mũi 2, khoảng 60% là tiêm đủ mũi 3. Ngoài cái việc mà tiêm vaccine ra thì trong công ty cũng đã có triển khai rất là các cái biện pháp như là khẩu trang, rồi sát khuẩn, rồi lập những cái nhóm Zalo riêng để hướng dẫn cho từng người lao động. Những người lao động mà bị nhiễm COVID thì chúng tôi đã triển khai rất là nhanh các cái biện pháp, ví dụ như là trong quá trình điều trị thì người lao động nên như thế nào và có những cái gì khó khăn thì thông báo luôn cho công ty. Chính vì thế nên là cái số lượng mà lao động bị nhiễm COVID rất là đông, nhưng mà thực tế là họ vượt qua rất là tốt. Hiện tại thì với các chỉ đạo của ban lãnh đạo về các biện pháp phòng chống dịch như là tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra về việc thực hiện 5K, test COVID hàng tuần miễn phí cho công nhân, khử khuẩn định kỳ tại trong nhà xưởng nơi làm việc, cấp phát khẩu trang miễn phí cho người lao động, chính sách cấp thuốc cho những công nhân F0 thuộc hoàn cảnh khó khăn và công nhân ngoại tỉnh. Nhờ những cái chỉ đạo như thế thì bên công ty chúng em đã có công việc rất là ổn định, thì nhờ đó thì chúng em có nguồn thu nhập cố định và đảm bảo cho cuộc sống. Nhờ việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người lao động nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh cùng nỗ lực bao phủ vaccine trong cộng đồng của chính quyền địa phương và chính các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, góp phần giúp địa phương này giảm thiểu tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sự phát triển kinh tế xã hội. Với mức tăng trưởng GDP ấn tượng trong năm 2021 hơn 12%, thành phố Hải Phòng đã vươn lên dẫn đầu cụm thi đua 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Dự án Sân Gôn Đông Triều là dự án đầu tư ngoài ngân sách có quy mô đầu tư lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thị xã Đông Triều thuộc tỉnh Quảng Ninh. Hiện địa phương này đang tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành, bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong tháng 3. Với quan điểm, lợi ích của người dân đặt lên hàng đầu, trong quá trình giải phóng mặt bằng, Đông Triều đã huy động cả hệ thống chính trị từ thị xã tới cơ sở cùng vào cuộc, phân tích, giải thích cho nhân dân hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của dự án khi triển khai tại địa phương, cũng như chính sách về đền bù, hỗ trợ tái định cư. Với sự vào cuộc tích cực, đến nay đã có 64 trên 95 hộ đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng. 9 hộ có tài sản là cây trồng, vật kiến trúc, nhận tiền và cam kết bàn giao tài sản trên đất. Hoàn toàn là vợ chồng và con cái là hoàn toàn là nhất trí, vui vẻ, mà ngay từ loạt đầu bọn tôi là người lấy cái đền bù ở Sân Gôn là loạt đầu đấy, 5-6 gia đình bọn tôi đấy, sự thoải mái của hai bên. Cái dự án Sân Gôn mà về đến cái xã sinh ấy
thì là bà con không riêng mình tôi mà bà con nhân dân ở khu vực này cũng rất là ủng hộ. Tại vì là công ăn việc làm cho những người coi như là nông dân ở quê hương tôi đi lại nó cũng gần gũi mà công việc thì rất là phù hợp. Mặc dù đã đạt được những kết quả tích cực, song công tác giải phóng mặt bằng của dự án sân Côn Đông Triều vẫn đang gặp phải một số khó khăn như việc xác định nguồn gốc đất, đơn giá đền bù, tranh chấp đất đai. Vì thế đang ảnh hưởng đến tiến độ cũng như kết quả thực hiện giải phóng mặt bằng nói chung của dự án. Thường trực Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể sản sinh luôn luôn xác định đây là một trong những dự án trọng điểm và lớn nhất từ trước đến nay đối với địa bàn xã. Đây cũng sẽ là cái cơ hội để cho tình hình kinh tế xã hội của An Sinh được phát triển. Thì chúng tôi cũng đã họp và thành lập riêng một cái ban chỉ đạo cho giải phóng mặt bằng sân gôn, đồng thời thành lập các cái tổ để tuyên truyền vận động người dân đồng thuận ủng hộ cho chủ đầu tư bàn giao đất để có cái điều kiện cho chủ đầu tư sớm đưa vào thi công. Trong thời gian tới, nhà đầu tư cam kết sẽ tập trung hết các nguồn lực để có thể thi công công trình trong 12 tháng ngay sau khi giải phóng mặt bằng và được nhà nước giao đất. Với việc người dân đồng thuận cao trong công tác giải phóng mặt bằng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho dự án sân Côn Đông Triều triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuyên Quang là một trong 3 tỉnh có sản lượng gỗ lớn nhất vùng Trung du miền núi phía Bắc, đứng thứ 3 của cả nước về rừng che phủ với tỷ lệ đạt 65%. Vì vậy, phát triển kinh tế rừng, đặc biệt là rừng gỗ lớn, được địa phương này xác định là một trong những giải pháp bước đi cụ thể để không ngừng nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, từ bước đưa Tuyên Quang trở thành hình mẫu về phát triển lâm nghiệp. Gia đình ông Vũ Văn Huề là một trong những hộ điển hình trong phát triển kinh tế lâm nghiệp. Nhờ trồng rừng, gia đình ông đã có của ăn của để. Tuy nhiên, lâu nay, ông chỉ trồng cây keo chu kỳ 5 năm, sản lượng gỗ cho thu nhập khoảng 70-80 triệu đồng mỗi hecta. Trong khi đó, chuyển sang trồng rừng gỗ lớn từ 10-12 năm thì khối lượng gỗ có thể tăng lên 120-150 mét khối mỗi hecta. Thấy được hiệu quả kinh tế, gia đình ông đã chuyển hơn 5 hecta diện tích rừng trồng cung cấp gỗ nhỏ sang chu kỳ rừng gỗ lớn. Nếu mà khai thác từ 5-6 năm thì cái hiệu quả về cái sản lượng nó không được bao nhiêu cả. Thực tế gia đình tôi đã khai thác đã nắm được. Nếu mà để 5 năm ấy thì mỗi một hecta thì chỉ 7-80 triệu thôi. Nhưng nếu để 10-11 năm thì giá trị là mỗi một hecta lên khoảng độ 200-220 triệu trên một hecta. Với giá hiện nay, trung bình gỗ nhỏ là 1,2 triệu đồng mỗi mét khối, gỗ lớn là 2,4 đồng mỗi mét khối, thì giá trị kinh tế rừng gỗ lớn tăng gấp đôi so với rừng trồng với chu kỳ 5 năm. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao hơn, trồng rừng gỗ lớn còn góp phần bảo vệ đất, giữ nước, chống xói mòn, sạt lở đất. Sau khi chúng tôi thực hiện theo cái chỉ đạo của tỉnh và triển khai cái cơ chế của nghị quyết Hội đồng nhân tỉnh, tức là hỗ trợ cho nhân dân vay vốn để chuyển đổi từ rừng gỗ nhỏ sang rừng gỗ lớn, thì đối với xã Tiến Bộ như vậy là bà con nhân dân rất là phấn khởi và bà con nhân dân là thấy là cái lợi ích như thế là rất phù hợp. Tỉnh Tuyên Quang xác định phát triển rừng gỗ lớn là hướng đi lâu dài bền vững. Tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cây giống lâm nghiệp để trồng rừng bằng các loại cây keo lai mô, cây keo lai tượng nhập ngoại, dổi, sấu, chám trắng, hỗ trợ phát triển cây dược liệu, lâm sản ngoài gỗ, bảo tồn, trồng mới các loại cây đặc sản, cây dược liệu có giá trị, xem xét hỗ trợ lãi suất vay cho các tổ chức tín dụng trung hạn, dài hạn đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng rừng sản xuất. Để chuyển hóa rừng gỗ lớn thì vừa qua ngành đã tham mưu cho tỉnh trình Hội đồng nhân tỉnh ban hành cái chính sách hỗ trợ để chuyển hóa rừng gỗ lớn bằng hình thức là cho người dân vay vốn từ ngân hàng và có hỗ trợ lãi suất. Ở đây thì chính sách sẽ hỗ trợ 50% lãi suất trong vòng 36 tháng cho các cái diện tích mỗi một ha khoảng 70 triệu đồng. Phát triển rừng gỗ lớn vừa nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, vừa đảm bảo môi trường sinh thái. Đây là một bước đi cụ thể để nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, góp phần đem lại lợi ích lâu dài, phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Ngày 24 tháng 3 hàng năm được chọn là Ngày Thế giới Phòng chống lao. Năm nay, Việt Nam lấy chủ đề giảm thiểu tác động của COVID-19, tập trung nguồn lực tăng cường phát hiện bệnh lao, nhằm nhấn mạnh
nếu công tác phòng chống lao cũng nhận được sự quan tâm, đầu tư đúng mức, được sự chung tay của các cấp, các ngành và của cả cộng đồng, thì mục tiêu loại bỏ bệnh lao vào năm 2030 hoàn toàn có thể thực hiện được. Tại Quảng Ninh, thời gian qua, công tác phòng chống lao đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, hơn 2 năm qua, Bệnh viện Phổi Quảng Ninh vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa phòng chống lao ở cả 3 tuyến y tế, nhằm kịp thời phát hiện lao tiềm ẩn ở các nhóm nguy cơ mắc lao cao như những người sống cùng nhà hoặc thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi, công nhân mỏ và những người dân vùng sâu, vùng xa, khó tiếp cận dịch vụ y tế. Bệnh viện Phổi tích cực phối hợp với các bệnh viện tập huấn, đào tạo, hỗ trợ các bệnh viện đều có thể là khám phát hiện, chẩn đoán được bệnh lao. Chúng tôi cũng thành lập các nhóm tư vấn và hội chẩn đối với lại tuyến huyện và tuyến xã để mà tăng cường cái năng lực khám phát hiện điều trị tại chỗ, quản lý bệnh nhân tại chỗ và tăng cường hình thức giám sát gián tiếp. Theo báo cáo của Bệnh viện Phổi Quảng Ninh, trung bình tỷ lệ bệnh nhân lao trong cộng đồng còn 83 ca trên 100.000 người dân, vượt 17% so với chỉ tiêu được giao từ chương trình chống lao quốc gia. Tỷ lệ điều trị thành công cấp thể lao trên 90%, tỷ lệ lao kháng thuốc trong số lao mới dưới 5% và khống chế tử vong do lao chỉ còn từ 2,5 đến 3%. Đối với bệnh nhân lao, việc tuân thủ phác đồ điều trị, uống thuốc đủ liều, đúng giờ là rất quan trọng để điều trị dứt điểm bệnh lao. Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, việc quản lý cấp phát thuốc điều trị tại tuyến y tế cơ sở được điều chỉnh phù hợp, đảm bảo bệnh nhân lao có đủ thuốc sử dụng theo phác đồ mà không phải đi lại nhiều lần, cải thiện và nâng cao sức khỏe nhân dân. Khi tôi phát hiện được bệnh này được khoảng 8 tháng, thì từ lúc tôi uống thuốc thì tôi thấy người khỏe hơn, hết bị đau. Covid căng thẳng này thì bình thường tôi cũng trao đổi qua Zalo hoặc là số điện thoại, thì bác sĩ ở phường tư vấn rất là nhiệt tình. Hiện nay bệnh lao vẫn là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm. Việt Nam là một trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất trên thế giới. Trong đó, những người tử vong do lao chủ yếu chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Do đó, để phòng chống tiến tới chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, cần sự chung tay của các cấp, ngành, nhất là mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức về bệnh lao, chủ động đi khám sàng lọc và đặc biệt tuân thủ việc uống thuốc điều trị trong trường hợp mắc bệnh theo hướng dẫn của y tế. Với tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, đoàn viên thanh niên các địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã và đang hăng hái tham gia phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng nhiều công trình thực hiện những phần việc cụ thể, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Xã Đồng Tâm và Đồng Văn, huyện Bình Liêu những ngày này rộn ràng áo xanh tình nguyện. Hàng chục đoàn viên thanh niên của hai xã chia thành các nhóm nhỏ, đóng góp ngày công giúp các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xây dựng nhà tiêu, hợp vệ sinh. Trước đó, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã huy động xã hội hóa, trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng mới 140 nhà tiêu đạt vệ sinh cho người dân nơi đây, góp phần xây dựng các tiêu chí về nông thôn mới tại địa phương. Cảm ơn đoàn thanh niên giúp đỡ bà con xây được cái vệ sinh sạch sẽ, qua đó giúp cho người dân thực hiện tốt phong trào 503 sạch. Năm 2022, được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương giao cho đoàn thanh niên xã Đồng Tâm tuyên truyền vận động 84 hộ đoàn viên thanh niên và nhân dân xây nhà tiêu, hợp vệ sinh. Đến thời điểm hiện tại đã có 18 hộ đã xây xong, trong đó có sự góp sức của đoàn viên thanh niên xã Đồng Tâm. Chúng tôi sẽ phấn đấu từ nay đến hết tháng 7 tuyên truyền vận động những cái hộ còn lại để hoàn thành chương trình xây nhà tiêu, hợp vệ sinh để đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới, vệ sinh môi trường. Các phong trào thanh niên tình nguyện được diễn ra tùy tình hình và điều kiện đặc thù của địa phương, đảm bảo các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ tính riêng trong tháng thanh niên 2022, các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã tổ chức được 105 hoạt động tình nguyện mang đậm dấu ấn thanh niên xây dựng nông thôn mới, như sau trong dọn vệ sinh môi trường, xây dựng hạ tầng cảnh quan nông thôn, thu hút trên 2.500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Bên cạnh đó, nhiều tổ chức đoàn cơ sở cũng tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ, tạo hiệu quả kinh tế cao, khẳng định vai trò, tinh thần xung kích nhiệt huyết của tuổi trẻ Quảng Ninh trên mọi lĩnh vực. Từ năm 2016, đoàn thanh niên xã Dương Huy thành lập Liên hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nông nghiệp xã Dương Huy với số lượng 8 thành viên. Hoạt động từ thời điểm đó đến nay, thì hợp tác xã đã phát triển lên 12 thành viên với nhiệm vụ chính là hướng dẫn thanh niên phát triển kinh tế và bao tiêu sản phẩm. Thì đến nay, hợp tác xã đã có một số sản phẩm chính đưa ra thị trường, bao gồm đó là mật ong, Dương Huy đã đăng ký được sản phẩm OCOP, vịt nuôi thương phẩm,
cam Dương Huy và dịch vụ hoạt động trải nghiệm tạo nên thu nhập cho đoàn viên thanh niên. Chúng tôi cũng tập trung vào việc là động viên thanh niên phát triển các cái mô hình kinh tế trên địa bàn và cũng hỗ trợ hết sức cho anh em thanh niên khi mà có cái nhu cầu về vay vốn cũng như là nhu cầu về học tập rồi tập huấn về các cái nuôi trồng hải sản rồi nông nghiệp để phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như là của cá nhân các đồng chí thanh niên. Năm 2022, Quảng Ninh quyết tâm phấn đấu có thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 4 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tỉnh Quảng Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cùng với lộ trình của tỉnh, trong khi thế tuổi trẻ Quảng Ninh chung tay xây dựng nông thôn mới, thế hệ trẻ quyết tâm góp công xứng đáng để cùng tổ chức đoàn thanh niên thay đổi bộ mặt nông thôn ngày một khang trang văn minh. Bắc Ninh hiện có trên 98% trường hợp mắc COVID-19 điều trị tại nhà. Để hỗ trợ nhóm đối tượng này, tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp thành lập đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà, qua đó giúp bệnh nhân COVID-19 an tâm điều trị bệnh. Cách đây gần một tháng, chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh quê ở Thái Nguyên đến Bắc Ninh để xin việc. Tuy nhiên, chưa tìm được việc làm thì khu trọ nơi chị ở liên tiếp xuất hiện các trường hợp mắc COVID-19. Sự có mặt kịp thời của đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà và các y bác sĩ đã giúp chị vượt qua giai đoạn khó khăn này. Em cũng mới xuống đây, quen thì cũng không quen được ai cả, mà vừa mới xuống thì lại gặp nhiều người bị F0 quá, xong là không đi làm được gì hết. Lại cứ cách ly ở phòng trọ, xong muốn đi ra ngoài cũng không dám đi vì sợ ảnh hưởng đến mọi người ấy. Cũng giống như chị Ánh, gia đình chị Vũ Thị Mai ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh có 4 thành viên thì tất cả đều mắc COVID-19. Không thể đi mua nhu yếu phẩm cần thiết, chị đã liên hệ với đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà để nhận sự giúp đỡ. Trong cái thời gian cách ly thì có một cái số thuốc thiết yếu mà gia đình muốn mua nhưng mà ở quanh đây không có thì đã liên hệ đến đội thanh niên của tỉnh và các bạn đã giúp đỡ gia đình rất nhiệt tình. Mặc dù chỉ mới thành lập chưa đầy một tháng nhưng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà đã thu hút gần 200 y bác sĩ và trên 300 tình nguyện viên tham gia, hoạt động liên tục 24/24. Đến nay, các y bác sĩ và thanh niên tình nguyện đã tư vấn được trên 2.000 lượt tin nhắn, đồng thời hỗ trợ mua thuốc cho hàng chục hộ gia đình và công nhân mắc COVID-19. Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh cũng đã huy động các đội ngũ là các y bác sĩ thầy thuốc trẻ của các câu lạc bộ thầy thuốc trẻ trong cả tỉnh tham gia vào câu lạc bộ tư vấn hỗ trợ F0 tại nhà. Chúng tôi có phân công các cán bộ tham gia tư vấn theo giờ, theo ca. Tất cả các xã phường đều có ít nhất từ 3 đến 5 các đồng chí đoàn viên thanh niên tham gia trong các cái đội tình nguyện. Thế thì khi mà nhận được thông tin thì chúng tôi có cái bộ phận hàng ngày sẽ phân công ít nhất là 2 các đồng chí cán bộ trực để tiếp nhận và phân phối thông tin. Tuy mới được thành lập chưa lâu, nhưng đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ điều trị COVID-19 tại nhà tỉnh Bắc Ninh đã và đang hoạt động có hiệu quả. Việc làm ý nghĩa này càng khẳng định tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bắc Ninh trong việc lan tỏa những việc làm tốt, cách làm hay, chung tay cùng chính quyền và nhân dân đẩy lùi dịch bệnh. Phần cuối chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Ngay sau khi Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu Evucel, kháng thể đơn dự phòng COVID-19 đầu tiên trên thế giới, từ ngày 22 tháng 3, Việt Nam đã chính thức mở cổng thông tin đăng ký tiêm kháng thể này cho người suy giảm miễn dịch hoặc người không thể tiêm vaccine COVID-19 tại hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Theo Bộ Y tế, kháng thể đơn dòng Evucel không thay thế vaccine phòng COVID-19 mà chỉ hướng tới những người suy giảm miễn dịch hoặc không có khả năng đáp ứng miễn dịch thỏa đáng, không sinh đầy đủ kháng thể sau khi đã tiêm đủ liều vaccine và cho người không thể tiêm vaccine do từng xảy ra phản ứng bất lợi nghiêm trọng với vaccine phòng COVID-19. Chiều qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết về giảm thuế bảo vệ môi trường, trong đó giảm 2.000 đồng trên 1 lít xăng, 1.000 đồng trên 1 lít dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn sẽ góp phần trực tiếp làm giảm giá bán lẻ xăng, dầu, mỡ nhờn so với giá hiện hành.
trong bối cảnh các doanh nghiệp đang phải tạm dừng xuất khẩu rau quả sang Nga, dù đây là một trong 10 thị trường lớn nhất của rau quả Việt Nam. Công ty cổ phần thực phẩm Đồng Giao, Ninh Bình đã nhận hỗ trợ tiêu thụ cho tất cả sản lượng dứa của tỉnh Lào Cai cho đến hết vụ, không hạn chế sản lượng. Được biết, doanh nghiệp này chuyên sản xuất chế biến đa dạng sản phẩm từ dứa và có thị trường ở 50 quốc gia trên thế giới, trong khi hầu hết doanh nghiệp khác chỉ tập trung làm sản phẩm dứa đồ hộp cho thị trường Nga. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Dự báo thời tiết tỉnh Quảng Ninh ngày 24 tháng 3 năm 2022. Khu vực miền Đông nhiều mây, gần đến 20 độ. Khu vực thành phố Hạ Long nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ. Vùng biển ngoài khơi nhiều mây, gần sáng và sáng có lúc có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, có lúc cấp 5, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 18 độ. Đại hội thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 chính thức diễn ra tại Việt Nam từ ngày 12 đến 23 tháng 5 với 40 môn thi và 526 nội dung. Lần đầu tiên Quảng Ninh đăng cai 7 môn thi trong khuôn khổ SEA Games, 3 môn phối hợp: bóng chuyền bãi biển, bóng ném bãi biển tại Tuần Châu, cờ vua tại cung quy hoạch hội chợ và triển lãm tỉnh